Hello mọi người, xin chào đã trở lại. Thì hôm 24 tháng 2 vừa rồi đây, mình có xem qua một cái đoạn video của cái ông nhà sư này đây. Thì hôm nay chúng ta xem ông ta nói về những cái vấn đề gì. Thì cái video này ông làm nhân cái ngày lễ Valentine's Day và ông nói chuyện với rất là nhiều người. Ok, thì chúng ta xem thử ông ta đề tài, cái đề tài của ông ta là những cái đề tài gì. Tại Việt Nam thì 180 vị thánh tứ đạo được Thiên Chúa giáo La Mã sắc phong cách đây gần hai thập niên đó. Thì về phương diện lịch sử thì họ là những tay sai của chủ nghĩa thực dân Pháp. Thì trước tiên thưa mọi người á, thì theo như đạo Công giáo ấy, thì chúng ta gọi là tuyên thánh. Thì theo ổng nói là 180 vị. Và tất cả những người này đều là những tay sai của chủ nghĩa thực dân Pháp. Thì trước hết á, là mình không biết là mình kiếm cái số nó không có ra, hay là ổng đưa cái số nó không có đúng. Thì mình không biết là cái thật sự ra có bao nhiêu vị thánh tử về đạo Việt Nam. Nhưng mà những cái gì mà mình research được thưa mọi người thì có 130.000 tới 300.000 các tu sĩ nam nữ và giáo dân đã bị chết vì đạo. Thì có rất là nhiều, nó chia ra rất là nhiều năm, thì từ những năm từ những thế kỷ 18, 19 thì vào những cái lúc đó chúng ta có rất là nhiều người chết vì đạo. Và đặc biệt là dưới cái thời của vua nhà Nguyễn như là Minh Mạng hay là Tự Đức á, thì có rất là nhiều người chết. Và có một cái phong trào thời bấy giờ nó giết rất là nhiều người Công giáo, đó là cái phong trào Văn Thân. Cái phong trào này nó được khởi xướng song song với cái phong trào Cần Vương để mà chống lại người Pháp của vua Hàm Nghi thời bấy giờ. Thì cái phong trào Văn Thân này nó lấy cái khẩu hiệu gọi là Bình Tây Dẹp Tả, có nghĩa là dẹp người Pháp và giết người Công giáo. Cái phong trào này nó lấy cái việc giết người Công giáo làm cái nền móng để mà đi dẹp người Tây. Thì nó giết người Công giáo bừa bãi như vậy, cho nên sau này cái phong trào Cần Vương đã loại cái phong trào Văn Thân này ra khỏi cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Thì theo như hiện tại bây giờ thì mình kiếm được là có 117 vị trong trong ít nhất 3.000 vị đã tử đạo đó. Thì 117 vị này đã được giáo hội Roma ở bên tòa thánh đó, là tuyên thánh vào năm 1988 bởi giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thì cũng nói một chút xíu nữa thì là có một vị đó là Andre Phú Yên vào năm 2000 vừa rồi đây đó, là đã được phong chân phước. Thì phong chân phước là một trong ba cái tiến trình để mà tuyên thánh. Thì đó là một vị vào năm gần đây. Năm 2010 và năm 2012 thì cha Nguyễn Văn Thuận và cha Phước Trương Bửu Diệp thì bên tòa thánh cũng đã đưa ra một cái thì cũng đã nói là đang xem xét giấy tờ của các cha để trong quá trình tuyên thánh. Thì hiện tại ở bên tòa thánh Roma thì cũng có không dưới 10.000 những cái tài liệu, những cái hồ sơ để tuyên thánh của các vị tử đạo ngày xưa. Thì đó là cái con số mà mình kiếm được. Thì không biết là có bạn nào xem cái video này, có cha, có anh chị nào xem cái video này biết được kiếm được cái con số 180.000, 180 người này hoặc là có thể hơn ở đâu thì xin cho mình biết cái thông tin để mà mình cập nhật cái tin tức này. Nào, bây giờ mình tiếp tục xem cái vấn đề là ổng nói là các vị đó đều là tay sai của chủ nghĩa thực dân Pháp. Thì nói như vậy thì nó quơ đũa cả nắm, giống như cái phong trào Văn Thân như vậy, nó giết rất là nhiều người. Thì ông đây quơ đũa cả nắm rồi, tất nhiên là sẽ có một cái thành phần này, một thành phần kia. Nhưng mà trong cái 117 vị đó thưa mọi người, có 10 người là người Pháp, 11 người là người Tây Ban Nha. Thì không biết ông nói ai là tay sai của chủ nghĩa thực dân Pháp thời bấy giờ. Đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là gì, người ta quan trọng cái thiên quốc của Chúa hơn là quốc gia mà mình là một công dân. Thì cái này ổng nói cũng hơi hơi sai sai rồi mọi người. Thì tại vì nếu mà đem như cái đạo của ổng ra đi mà nói thì người
bên bên Phật giáo người ta có một cái người ta gọi là cái Niết Bàn, đúng không? Thì có phải là người ta cũng đang quan trọng cái vấn đề đó hay không? Tại người ta cũng đang hướng tới cái đó. Thì mình chúng ta cũng gọi là người Công giáo chúng ta thì kêu là thiên đàng. Thì chúng ta đang hướng tới thiên đàng. Thì ổng nói như vậy thì cũng hơi hơi sai. Thì trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ ba Tây lịch, như cái sắc vụ cấm không được thờ Thượng Đế như thế đó, thì nhiều vị linh mục và giáo dân của Thiên Chúa giáo nổi loạn và kháng cự dưới nhiều hình thức khác nhau để chống lại triều đình. Linh mục và nổi tiếng nhất ở trong phong trào đó tên là Valentine, đã nỗ lực là cải đạo và truyền bá cái niềm tin thờ phượng Thượng Đế. Thì thưa các bạn, thì cái phần tiếp theo của ông là ông nói về lịch sử của Thánh Valentine. Thì mình sẽ dừng cái video của ông ở đây, mình bắt đầu tiếp tục nói. Thì theo như những cái gì ông nói ở đây á, là các vị tu sĩ là và đặc biệt là Thánh Valentine này đứng lên chống lại triều đình dưới mọi hình thức khác nhau. Và cái thời đó người ta là cấm thờ phượng Thiên Chúa như ông nói. Thì thật sự ra vào cái thời đó ở bên Roma, cái không gian mà ông nói đang nói đây là nó bên nước Roma chứ không phải là ở bên Việt Nam. Thì vào cái thời đó, cái ông vua thời đó là Claudius II đó, thì ông không phải là ông cấm người ta thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta, nhưng mà ông cấm là ông cấm những cái đôi trai trẻ đám cưới không có được tiến tới hôn nhân. Thì trong cái cốt truyện mà người ta đưa ra đó thì là như vậy. Ông này ông đang ông vua này ông đang kiếm lính cho cái quân đội của ông, nhưng mà có hai câu chuyện. Một câu chuyện đó là ông vua này ông tin tưởng á là những người mà chưa có gia đình á thì sẽ là một người lính tốt hơn là những người đã có gia đình. Và một cái cốt truyện khác đó là người ta nói là thời đó những ai mà đã có gia đình rồi á thì người ta không có đi được, người ta được phép không có đi lính. Cho nên khi mà ông vua này ông đi mà ông kiếm lính như vậy á, thì ông kiếm không có rất là nhiều người lính như ông mong muốn. Cho nên ông mới ra cái sắc lệnh đó là không cho phép người trai trẻ đám cưới. Nhưng mà Thánh Valentine của chúng ta thấy đây là một điều sai trái và ông vẫn cứ tiếp tục âm thầm làm đám cưới cho những đôi này. Và sau này thì ông bị bắt. Đó là cái vấn đề tại sao Thánh Valentine bị bắt. Chứ không phải như ông thầy đây ông đang nói. Dĩ nhiên khi thờ Thượng Đế rồi đó thì người ta không còn quan trọng đó, cái vị thiên tử, tức là vua theo luật định. Thì cái này thì tất nhiên là thiên tử là con của trời, đúng không? Con của trời thì tất nhiên là trời là quan trọng hơn. Thì nói như ông này thì rất là sai. Thì chúng ta tất nhiên là coi là Thiên Chúa là cao cao hơn tất cả những cái ông vua ở thế giới này. Thì bên bên đạo Phật cũng vậy, thì bên đó người ta thường thường thì mình coi trong phim á, thì mình thấy là người ta kêu là thiên tử thì kêu là tao là con của trời, đúng không? Thì không biết tại sao ông thầy này ông nói cái câu này. Từ đó đó nhà vua rất là căm tức, bắt rất nhiều các vị linh mục và giáo dân á, vào trong ngục để trừng phạt. Thì trong số những người bị bắt đó có linh mục và Valentine. Ở tại trong ngục á, thì linh mục Valentine á, bằng cái tài lương y đã trị được lành bệnh con gái của quan coi ngục tên là Esteros. Thì trong một cái tài liệu mà mình kiếm được thì cái tên người con gái này tên là Julia. Thì trước tiên thưa mọi người, thì trong cái phim cái câu này mình nghe được ở trong cái phim Chúa Nhẫn đó, The Lord of the Rings, thì cái câu trong đó nó có một cái câu như vậy: lịch sử nó sẽ thành huyền thoại và huyền thoại nó sẽ thành thần thoại. Cho nên cái câu chuyện về cái thánh Valentine thật sự bây giờ là trong giáo hội chúng ta không biết chính xác là cái vị thánh nào là vị thánh Valentine chính thức, tại vì người ta có ít nhất là ba vị đều là tên thánh Valentine và đều bị chết vào cái thời đó và đều bị chém đầu mà chết. Cho nên bây giờ cái giáo hội của chúng ta khi mà các bạn tìm kiếm thông tin về thánh Valentine thì người ta thường nói là
cái vị này là một cha xứ hay là một giám mục, tại vì người ta không biết chính xác là cái vị này là vị nào. Thì cái tên người con gái này là Julia. Khi mà Thánh Valentine làm đám cưới cho những cái đôi trai trẻ như vậy á, thì đi ngược lại cái lời cái sắc lệnh của ông vua Claudius II thì bị bắt và bỏ vào tù. Và trong tù thì ông cai ngục này á, ông thấy những cái đôi trai trẻ mà được Thánh Valentine này làm đám cưới và rất là nhiều người khác tới để mà cầu nguyện cho cha ở bên ngoài cái nhà giam á, thì cái ông cai ngục này ông thấy cha là một người như vậy, là một người được được rất là nhiều người yêu thương, thì ông đem cái người con gái của ông lúc này đang bị mù lòa tới để nói chuyện với Thánh Valentine. Thì vẫn Thánh Valentine tới là bắt đầu nói chuyện và diễn tả thế giới này nó như thế nào cho người con gái này, và sau đó là dạy lời Chúa cho cô ta. Thì cô này muốn nói với Thánh Valentine là cô muốn được thấy, và cô rất là tin vào Chúa, và lúc đó hai người bắt đầu cầu nguyện, và rồi thì cái cô con gái này được thấy trở lại, chứ không như ông đây nói là được chữa lành đôi mắt. Thì cái câu chuyện là nó như vậy, và đúng như ông nói là Thánh Valentine lúc đấy đó là một một người có tài bên 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 y ha. Thì trong cái những cái gì mình research thì nó gọi là physician ha, là một 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 người có học về y, một người chữa bệnh, một người bác sĩ đi. Ok, thì như ông nói đó. Rồi thì sau khi mà cái Thánh Valentine bị bắt và nhốt như vậy á, thì nó có một cái câu chuyện khác nó cũng vui vui, đó là cái cửa sổ mà của cái nhà giam của ngài á, thì nó quay ra bên ngoài. Cái lúc mà mấy người trai trẻ mà được được cha được Thánh Valentine làm đám cưới á, người ta tới, người ta cầu nguyện và người ta vứt những cái bông hoa hồng vào đó. Và sau này cái ngày ngày 14 tháng 2 đó là cái ngày mà mình kỷ niệm cái ngày Valentine đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu người ta tặng hoa hồng. Thì không biết có phải là cái câu chuyện nó từ đó mà ra hay không. Từ một người bị mù lòa trở thành người sáng được hai mắt, thì trong suốt quá trình điều trị như vậy đó, thì Linh Mục Valentine và cô gái này đã đem lòng thương yêu nhau. Đó là điều rất là cấm kỵ về phương diện tôn giáo. Thì cái vấn đề ở đây ổng nói thì có nhiều bạn nói là ổng nói xấu, nhưng mà thật sự ra trong cái như mình nói trước đây là những cái cốt truyện này á, nó từ ngày xưa nó truyền lại á, thì trong những cái tài liệu mà mình kiếm được á, thì các bạn bây giờ các bạn có thể kiếm được á, thì trước đây ở trên trên mạng á, thì History Channel nó cũng có làm một cái documentary, một cái phim tài liệu về cái ngày Valentine, thì nó cũng có cốt truyện song song giống như cốt truyện ông đây nói, thì là Thánh Valentine và người con gái mà mình nói trước đây á, thì gặp nhau như vậy, thì sau này thì cũng có người ta có nhắc đến là hai người thương yêu nhau. Và trước khi bị tử hình thì Thánh Valentine có viết một cái lá thư và ký cái tên là From Your Valentine, thì giống như ai viết lá thư bây giờ thì chúng ta cũng ký là From người nào đó, đúng không? Thì sau sau cái khi người ngài chết á, thì ngài là một biểu tượng của tình yêu của những cái đám cưới trẻ, cho nên sau này khi mà vào những năm rất là xa sau này, thì bắt đầu hình như bắt đầu bên Anh trước á, thì người ta bắt đầu viết thiệp để mà gửi tới những người mình thương yêu, và người ta ký ở dưới là From Your Valentine. Vào ngày 14 tháng 2 năm 270 Tây lịch, do vì Linh Mục Valentine đã không thay đổi quan điểm thờ thiên quốc của ông. Và thưa các bạn, thì cái đoạn này sẽ là cái đoạn cuối cùng mình play của cái video của ông. Các bạn có thể xem thêm ở trên mạng. Thì Thánh Valentine khi mà bị chết, giống như ông nói cái ngày đó, thì không phải là vì ông vua ông muốn Thánh thay đổi quan điểm, nhưng mà lúc đó Claudius II cho Thánh Valentine một điều kiện, đó là ông chấp nhận là ông đã làm những cái điều sai. Đó là cái việc là làm đám cưới cho những cái đôi đó. Thì Thánh Valentine nói là ổng không có sai, cho nên ổng sau này bị chém đầu mà chết. Thì đó là một cái chút xíu mình nói về cái video mà mình gặp ở trên mạng đây, về cái vấn đề là Thánh Valentine và cái Thánh Tử Đạo. Thì cái Thánh Tử Đạo hoặc là cái Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam, thưa các bạn, thì nhắc lại một lần nữa là không phải là chỉ có là người Việt Nam mà không mà thôi đâu.
có rất là nhiều người Pháp và người Tây Ban Nha thời bấy giờ. Thì bây giờ theo những con số hiện tại thì không biết là khi nào cha Trương Bổ Diệp và cha Nguyễn Văn Thuận và tất cả những cái các vị khác được được tuyên thánh, thì hy vọng chúng ta cầu nguyện cho họ.